Chiến thắng 4-2 trước Leicester City giúp Arsenal giành được trọn vẹn 6 điểm sau 2 vòng đấu. Một khởi đầu thuận lợi và đáng kỳ vọng hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Đáng nói hơn ở trận đấu này, đó là việc Gabriel Jesus đã biến 90 phút tại Emirates trở thành một show diễn thường hạng của anh khi liên tiếp tạo ra những dấu ấn với 2 bàn thắng. Trước đó, tại vòng đấu mở màn trước Palace, Jesus cũng đã thi đấu đầy nỗ lực và có nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên anh đã không thành công. Nhưng trong ngày trở lại Emirates, sự vô duyên của tân binh từ Man City đã không còn và anh đang được rất nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ giúp hàng công pháo thủ tươi mới hơn, đặc biệt sẽ giúp Arsenal cán đích trong top 4 khi mùa giải hạ màn. Và thực tế, nếu Jesus có thể duy trì phong độ như thời gian gần đây thì việc giúp Arsenal trở lại Champions League là hoàn toàn khả thi. Trong trận đấu đầu Leicester ở vòng 2, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal với dàn sao số thượng hạng của mình đã chủ động tràn lên phần sân nhà của Leicester để gây sức ép. Ở giai đoạn nửa hiệp 1, cả hai đội đều có những tình huống ăn miếng trả miếng. Dù Arsenal vượt trội về ngôi sao trong đội hình, nhưng Leicester cũng chưa bao giờ cho thấy mình là một kẻ dễ bị khuất phục. Bằng chứng là sau ít phút đầu, vì Arsenal chủ động dồn ép, Leicester đã vùng lên một cách mạnh mẽ, tạo ra thế trận ngang bằng. Trong thời điểm mà ít có người hâm mộ nào tin rằng sẽ có bàn thắng, thì chính những sự vượt trội về các ngôi sao trong đội hình đã giúp Arsenal bước lên. Trong một tình huống tấn công ở phút 23, toàn bộ khán đài Emirates đã phải đứng dậy vỗ tay sau siêu phẩm lớp bóng đầy cảm giác của Jesus. Quả bóng tạo ra một quỹ đạo hoàn hảo để đi vừa đủ qua tay thủ môn đội khách và rơi vào lưới để Arsenal cởi bỏ bế tắc. Bày cáo cũng chưa vội gì đánh nhanh tốc độ tấn công. Họ hiểu nếu làm vậy sẽ rơi vào cái bẫy mà Arsenal đang dang sẵn. Và họ cũng hiểu sức mạnh từ nhân lực phản công với những tiền đạo trẻ trung đầy tốc độ của đội chủ nhà đáng sợ như thế nào. Những tưởng mọi việc đã được Leicester tính xong xuôi thì chỉ 12 phút sau, Jesus lại tiếp tục điền tên mình lên bảng điện tử. Trong một tình huống phạt góc, Vardy đánh đầu pha bóng hụt, vô tình trở thành đường kiến tạo để Jesus dễ dàng đánh đầu cẩn thận tung lưới Leicester. Và điều này chẳng khác nào tát một gáo nước lạnh khiến Leicester phải vùng lên mạnh mẽ. Hiệp 1 cứ thế khép lại với tỷ số 2-0. Có lẽ trong 15 phút nghỉ giải lao ngắn ngủi, Brendan Rodgers đã tiếp thêm cho các cầu thủ của mình sự tự tin và quyết định chơi tất tay với họ trong hiệp 2. Và thực tế thì ngay những phút đầu hiệp 2, Leicester mới là những người tạo ra sức ép và tỏ ra vượt trội trong cách kiểm soát tấn công. Sức ép họ tạo ra là lớn hơn rất nhiều những gì thể hiện ở hiệp 1. Bằng chứng là họ đã khiến trung vệ Saliba phản lưới nhà vào phút 53 để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng tưởng đây là cơ hội lớn để tiếp thêm niềm tin cho Leicester thực hiện một cuộc ngược dòng, thì chỉ 3 phút sau khi nhận bàn thua, Granit Xhaka đã sửa sai cho đồng đội của mình bởi một bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Khoảng cách tiếp tục 2 bàn được tạo ra. Dù vậy, Leicester vẫn với sức chiến đấu quen thuộc, họ không hề bỏ cuộc và thành quả phút 34 khi đã được Jamie Madison đưa bóng vào lưới. Thời điểm đó, nhưng từ mọi thứ chỉ còn cách một bàn mong manh, thì một lần nữa Arsenal trêu người với số phận của bầy cáo. Chỉ đúng một phút sau khi Leicester rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, Gabriel Martinelli lạnh lùng dập tắt những hy vọng đó với bàn ấn định chiến thắng 4-2. Dường như lúc này, Leicester đã chính thức buông bỏ, Arsenal thì lui về bảo toàn tỷ số. Công bằng mà nói thì ở cặp trận này, thế trận của cả hai hoàn toàn ngang bằng nhau, thậm chí Leicester còn có những giây phút làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Bằng chứng là về khả năng kiểm soát bóng, Arsenal chỉ hơn Leicester đúng 1% khi họ sở hữu tỷ lệ kiểm soát 51%. Các đường chuyền cũng được cả hai câu lạc bộ thực hiện trơn tru và rõ nét. Về pháo thủ, ở trận đấu này họ thực hiện 460 đường chuyền bóng với tỷ lệ chính xác 83%, trong khi Leicester cũng có thế trận không kém cạnh khi thực hiện 465 đường chuyền đạt tỷ lệ chính xác 81%. Dù có thế trận ngang bằng, nhưng sự khác biệt lại đến từ hàng công đầy sắc sảo của Arsenal mà đầu tàu chính là Gabriel Jesus. Bằng chứng là có những thông số ngang nhau, nhưng riêng về khâu tấn công, Arsenal lại vượt trội hơn khi họ tung đến 19 cú sút và 7 trong số này đi trúng đích. Vì thế, chúng ta cũng hiểu tỷ số 4-2 chung cuộc hoàn toàn là một kết quả xứng đáng với những màn trình diễn của Jesus và đồng đội của anh. Với những màn trình diễn hảo hoàng đó, câu chuyện được đặt ra lúc này là liệu Jesus có thể giúp Arsenal giành vé dự Champions League hay thậm chí là chen chân vào cuộc đua Premier League hay chăng? Câu hỏi này có lẽ vẫn còn quá sớm để khẳng định, nhưng dựa vào màn trình diễn của Jesus từ những trận giao hữu hè cho đến hiện tại, thì tương lai của tiền đạo người Brazil tại đội bóng thành London đang cực kỳ sáng lạn. Một điều rõ ràng là Jesus xuất hiện đã khỏa lấp cho nhân tố mà Arsenal đã thiếu ở mùa trước. Sự xuất hiện của số 9 được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal tạo ra sự khác biệt lớn trong lối chơi. Thực tế,
Trong cuộc đối đầu với Leicester ở vòng 2, Arsenal có nhiều thời điểm lo lắng khi chịu áp lực từ Leicester. Đội khách để thủng lưới từ sớm nhưng chơi ổn định trong phần còn lại. Họ cầm bóng, dồn ép Arsenal và có thể đã ghi bàn nếu biết chắc chịu cơ hội hơn. Sự khác biệt lớn giữa Arsenal và Leicester chính là khả năng tận dụng cơ hội cùng đẳng cấp của các ngôi sao. Đẳng cấp của Jesus, Saka hay Saliba giúp Arsenal đã giải quyết được trận đấu. Tiền đạo người Brazil là một trong những tân binh Premier League ấn tượng nhất mùa này. Anh ghi tới 5 bàn và có 2 kiến tạo sau 5 trận ra sân cho Arsenal, tính luôn giao hữu. Những điều khiến Arsenal chiêu mộ Jesus không chỉ nằm ở những bàn thắng, khả năng làm tường, gây áp lực lên đối thủ và nguồn năng lượng dồi dào mà cựu tiền đạo Man City mang đến cũng là những yếu tố rất quan trọng. Trong cuộc đối đầu Leicester, tiền đạo người Brazil tiếp tục phong độ chói sáng. Anh rất nhanh trong các pha di chuyển. Kỹ năng chạy chỗ thông minh của Jesus khiến hàng thủ của Leicester bối rối. Nếu may mắn hơn, cầu thủ mang áo số 9 đã có thể có một cú hat-trick. Sau, Jesus có quyền hài lòng vì Arsenal đã giành trọn vẹn 3 điểm khi trận đấu kết thúc. Bản thân anh cũng đã chính thức mở tài khoản tại Premier League mùa này. Ở mùa trước, Arsenal thiếu một tiền đạo có thể tì đè, cầm bóng và biết cách gây áp lực lên đối phương. Aubameyang hay Lacazette có thể là những chân sút giàu kinh nghiệm và giỏi chiếc điểm, nhưng họ không đóng góp vào lối chơi chung tốt được như Jesus. Trong cuộc đối đầu Leicester, những điều tinh túy nhất của Jesus đều được thể hiện. Anh là mối nguy hiểm thường trực với hàng phòng ngự của đội khách. Jesus không bao giờ đứng yên, luôn sẵn sàng di chuyển để tạo ra mối đe dọa. Ngoài ra, một yếu tố về tinh thần cũng cần được đề cập, đó là sự xuất hiện của những nhà vô địch như Jesus hay Zinchenko sẽ giúp dàn cầu thủ trẻ của Arsenal bước lên một tầm cao. Jesus từng được học hỏi và sát cánh bên cạnh những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới và anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây, anh cũng sẽ làm điều tương tự với các đồng đội trẻ tại Arsenal. Chiến thắng thuyết phục trước Leicester càng củng cố cho tham vọng mùa này của Arsenal. Còn nhớ, trước khi Premier League mở màn, giám đốc kỹ thuật Edu thừa nhận rằng với một đội bóng như Arsenal, mục tiêu vô địch luôn nằm trong tiềm thức của ban lãnh đạo và các cầu thủ. Những người thực tế có thể cho rằng mục tiêu lọt vào top 4 Premier League là vừa tầm. Thế nhưng trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là với phong độ thăng hoa của Jesus thời gian gần đây. Anh hoàn toàn có thể gồng gánh và tạo nên sự khác biệt cho pháo thủ nhằm đạt được những mục tiêu cao hơn mà họ hướng đến.